Xin chào các bạn, sau đây mình xin hướng dẫn các bạn lắp giấy mực của máy Ring 4012 PLM cộng. Đầu tiên các bạn mở nắp máy lên. Đấy các bạn, đưa cuộn giấy vào. Các bạn đậy sát vào. Đấy các bạn mở đầu in lên. Phía đây nó có một cái chốt thì các bạn đẩy lên. Các bạn luồn giấy xuống dưới cái miếng này. Và các bạn để ý con cảm biến. Đây là con cảm biến giấy. Thì các bạn để con cảm biến sao cho nó nằm bên trong giấy và không nằm ở cái gáp ở giữa. Rồi, ok, mình đã để nằm bên trong giấy để cho nó có thể đọc giấy. Bây giờ mình sẽ nắp mực. Mực thì các bạn nắp vòng như thế này. Đây là loại thu. Các bạn lắp mực thì lắp bên trên cái miếng này, giấy thì các bạn lắp dưới cái miếng này. Các bạn vòng vòng xuống dưới, vòng lên. Các bạn nhấn mạnh xuống cho nó vô cái khớp này. Sau đó các bạn tiến hành clip giấy. Các bạn bấm pau. Và các bạn bấm đè nút clip. Cho nên khi nó lên chữ clip len. Cái len này các bạn có thể điều chỉnh tùy theo cái kích thước giấy của mình. Nếu mà kích thước giấy to thì bạn để cao lên, mà kích thước giấy nhỏ thì các bạn để thấp xuống. Bạn bấm clip một cái nữa. Xong. Chúc các bạn thành công. Xin chào các bạn.